trời tối nhân gian mờ mịt qua. Giờ này tái tự định đi đâu? Chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đào màu. Ngày mai sẽ có bao người khóc ly biệt thương ngày nỗi khổ trở về khi thấy đào cứu thoát nhân gian dạng khổ. Lòng buồn nhìn trần gian, đau khổ trong kiếp luân hồi tứ sanh. Làm sao ta cứu cho muôn loài, xuất gia theo đạo tìm đường giải thoát. Lần sau cùng nhìn vợ con, say ngủ trong đêm trường canh khuya. Thôi ta đành dứt đi bao tình thâm, ngôi bao này cũng không tiếc chi cần chi. Không còn gì ràng buộc ta, ta cắt mái tóc xanh, ta khoác áo nâu xong rồi rời hoàng cung đến nơi rừng sâu. Ngồi dưới gốc bồ đề kia, ta tám tiền ngày đêm tu hành, quyết tâm thành đạo ta cứu đời. Thử thách gian nguy ta không màng, dầu cho quỷ sứ ma dương bao lần quậy phá cũng không lại truyền được bồ đề tâm. Thắng bao yêu tà đạo màu về ta bồn sư Phật Thích Ca. Ơi nhân gian muôn loài đừng tham sân si ô muội, từ nay gắng công tu hành để ngày mai nơi cực lạc đón ta, để trần gian không còn khổ đau. Để ngày mai nơi cực lạc đón ta, để trần gian không còn khổ đau. Chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đào màu. Ngày mai sẽ có bao người khóc ly biệt thương ngày nỗi khổ đau. Không còn gì ràng buộc ta, ta cắt mái tóc xanh, ta khoác áo nâu xong rồi rời hoàng cung đến nơi rừng sâu. Ngồi dưới gốc bồ đề kia, ta tám thiền ngày đêm tu hành, quyết tâm thành đạo ta cứu đời. Thử thách gian nguy
xứ Ma Vương bao lần quậy phá cũng không lại truyền được Bồ Đề Tâm. Thắng bao yêu tà đạo màu về ta bổn xứ Phật Thích Ca. Lạc đón ta để trần gian không còn khổ đau, để ngày mai nơi cực lạc đón ta để trần gian không còn khổ đau.